Đây, các bác quan sát cái vị trí ở bên dưới của TV này. Đấy, tại sao em thường hay hướng dẫn các bác là bóc thêm, lấy thêm một đoạn băng dính trắng nhỏ ấy, dán ở cái táp dưới màn hình này. Thì cái bo, đây, cái bo này, đấy, cái mạch này là cái mạch chính của TV. Để có thể là tăng tuổi thọ cũng như là tránh TV nó dính hiện tượng lồm ẩm ấy, thì sẽ dán và hạn chế tối đa cái việc hơi ẩm cũng như nước bẩn. Ví dụ vô tình mà các bác phụt nước ở lên bề mặt TV, nó chảy xuống theo cái mặt phẳng đi xuống dưới ấy, có băng dính thì nó sẽ tránh tác động tới cái vị trí này và TV nó sẽ gì, nó sẽ bền hơn. Bây giờ sẽ bóc thử ra để xem bên trong nó có cái gì nhá. Chiếc C745 LED lần full đây. Đấy, các bác hình dung là đối với TV sử dụng công nghệ LED lần thì các block của bóng đèn LED ấy, nó sẽ bố trí là ở đằng sau của màn hình TV. Và hệ thống các cáp, các cái main, các cái bo mạch chính này, bao gồm bo nguồn, rồi bo của đây, bo nguồn đây. Review luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đây là cái cụm này, là cụm của bắt cái công tắc, xử lý cái tín hiệu giọng nói rảnh tay. Loa, đây là hai loa của nó. Loa trên C745 là loa chuẩn Dolby Atmos. Âm thanh của nó sẽ cho cái chất lượng giống như các bác nghe kết hợp với cả loa 6A vậy. Hệ thống này rất là xịn sò với cái mã hàng này. Hệ thống các cổng kết nối được bố trí sát với cả bên sườn của TV. Đấy, người dùng rất là dễ dàng để có thể cắm này cái thiết bị, cái đầu bóc ở bên ngoài. Đấy, các cái hãng khác thì họ làm cái này rất là xa, và đối với những không gian chật hẹp hoặc treo tường ấy thì việc rút cắm các thiết bị bên ngoài nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì với C745 dòng cận cao cấp của TCL thì họ làm rất là thông minh. Đấy, các bạn nhìn này. Cái này là cái gì anh? Cái bo của màn hình ở bên dưới đây đúng không? Đấy, bây giờ sẽ bóc hẳn ra để các bác cùng xem cái màn hình của nó ở bên trong nhá. Có gì không? Xem nó có cái gì, xem có tò mò hay không. Đấy, chân đế tại vị trí chính giữa. Đây là hai cái sống chính của cái vị trí để có thể bắt được cái cổ của chân đế này. Chắc chắn. Đấy, bây giờ sẽ tiến hành lật nó lên nhá. Tất cả những cái sản phẩm mà các bác mua thì sẽ được bảo hành tại nhà. Và với những sản phẩm mà lỗi nhà sản xuất ấy, thì đều được sẽ đổi mới một luôn. Đây, bây giờ bên em sẽ bóc về ra để các bác cùng xem nó có những cái gì. Con này thì nó bị hỏng màn rồi, vỡ màn rồi, vận chuyển đi thì hơi bị ẩu nên là nó bị va chạm màn hình. Và bây giờ thì nhân tiện là có cái con này ở đây thì sẽ nhờ anh kỹ thuật anh ấy tháo ra để các bác cùng xem bên trong nó có cái gì nhá. Hệ thống cây vít để có thể là giữ được cái màn hình với cái khung chính của TV, làm rất là chi tiết với rất là nhiều các điểm để có thể bắt vít. Tháo ra cũng vất, nhiều khi tháo ra mà không kiểm soát tốt cái vị trí cũng như là số lượng của ốc này lắp thì rất là dễ bị lẫn, bởi vì kích thước đấy, kích thước của cái vít này thì con dài con ngắn và các cái điểm này thì cũng khác nhau. Nhưng mà con này nó vỡ rồi mà nên thôi cứ bóc ra đi. Đối với các đại lý bán hàng trọng điểm như Ecomart ấy thì sẽ được hỗ trợ tối đa. Và khi mà các bác mua thì bất cứ cái vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề bảo hành tại nhà
thì sẽ đều được Ecomat hỗ trợ. Thì các bác đi mua ở ngoài thì sẽ không được hỗ trợ tốt như này đâu. Thường các bác mua ở ngoài đối với những cá nhân hay là những cửa hàng không có cái tiếng nói ấy, thì các bác sẽ tự làm việc, tự bơi về hãng luôn. Đấy, bóc ra, lột nó ra. Mỗi một cái tivi thì nó sẽ có thêm một cái màn hình. Cái miếng dán màn hình này thì khi mà các bác mua về thì các bác nên bỏ nó ra. Nó sẽ có một cái vị trí để có thể là bóc cái tấm dán màn hình ra. Cái dán màn hình này là nhà sản xuất họ trang bị cho những dòng TV này, là quá trình mà lắp ráp hay quá trình mà bóc mở các thứ thì nó sẽ không bị bụi bẩn. Con này thì bị va chạm, nó có một vết vỡ ở đây, cắm điện lên là sẽ thấy ngay. Mua hàng tại nhà thì các bác đều có cái quyền là gì, là cắm điện kiểm tra nhận hàng tại nhà mới nguyên thì các bác mới thanh toán. Các bác mới thanh toán. Bây giờ thì sẽ bóc nó ra để các bác xem. Đây các bác nhìn này, cái tấm phản sáng này. Đây chỉ là tấm, cái này là chỉ là cái tấm, đây là cái màn hình. Cái tấm này là tấm màn 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 hình chính của tivi. Đấy, cái màn hình của tivi. Đấy, thì còn cái màn gọi là màn quân tầm đốt, màn chấm lượng tử, cái màn là cái màn dưới. Đấy, cái màn này là màn để giúp cho tivi, nó khác với cả tivi mà không phải tivi QLED ấy, là độ tương phản và cái giải màu nó sẽ rộng hơn. Màu sắc, độ sâu của đèn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Các bác nhìn thấy tivi rất là đơn giản. Và để mà tránh tivi bị lỗi màn các thứ bị, thì các bác làm đấy, như cái mẹo là mẹo dán, đấy, dán cái tấm băng dính đấy. Đấy. Mỗi cái màn này thôi mà giá trị rất là lớn đấy. Chục triệu cái màn này lại không đơn giản đâu. Đấy, thì hôm nay thì chủ yếu là bóc để các bác cùng xem con C745 và cái thủ thuật nhỏ liên quan tới đảm bảo cho tivi nó tăng được cái độ bền. Và các bác hình dung là một chiếc tivi cao cấp như C745 thì nó có những cái phần quan trọng như thế nào. Mọi thông tin các bác cần tư vấn chi tiết thêm thì các bác gọi về hotline của Ecomat qua đầu số 0974178556. Và hiện tại 65 inch lên lần Full HD tần số quét hỗ trợ 120Hz thực ấy, thì đây vẫn là một trong những siêu phẩm mà các bác nên mua tại thời điểm này. Cảm ơn các bác.